Kính chào quý thính giả, chúng tôi là Đỗ Hiếu, người giới thiệu chương trình Trang sử Việt Nam Quốc dân đảng, lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954, Việt Nam Quốc dân đảng do Việt dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Đây là chương trình phát thanh hàng tuần trên YouTube và Facebook vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật giờ Washington. Kính thưa quý vị, đến với buổi phát thanh hôm nay Chủ nhật 24 tháng 10 năm 2021, gồm có nội dung như sau: phần 3 và phần 4, chương 9, thiền thứ 3. Để mở đầu, xin kính mời quý vị theo dõi phần 3, chương 9, tổ chức các chiến khu chống thực cộng, đệ tử chiến khu do Thanh Trang trình bày sau đây. Đệ tử chiến khu. Đệ tử chiến khu gồm các tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, nhưng Thái Bình chỉ có một số ít đảng viên sang hoạt động chung với các đồng chí Hưng Yên. Từ đầu tháng 11 năm 1945, chính phủ Cộng sản tuyên truyền ầm ĩ về tổng tuyển cử quốc hội. Các chiến sĩ Việt Nam Quốc dân đảng Hưng Yên giải truyền đơn căn biểu ngữ phản đối lối tuyển cử bịp bợm ấy. Ngày 10 tháng 12, chính quyền Cộng sản huy động công an cảnh sát đến vây nhà bắt Nguyễn Huy Thọ, Phạm Duy Kiều, Đoàn Bá Xích, Vũ Đủng, Nguyễn Trung Quốc, Trịnh Thế Hùng, Đoàn Mạnh Chế, vân vân. Tất cả hơn 40 người đem giam vào lao xá tỉnh Hưng Yên. Ngày 13 tháng 2 năm 1946, hai đảng viên là Đào Danh Quỳ và Lạc huy động một số đồng chí võ trang đánh phá lao xá Hưng Yên, giải cứu được tất cả các đồng chí ra, thiết lập trụ sở công khai ngay tại thị xã Hưng Yên. Thành phần ban chấp hành tỉnh đảng bộ Hưng Yên gồm có 7 người. Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội cũng thiết lập trụ sở công khai ở thị xã Hưng Yên do Giáo Thăng, Nguyễn Thượng Đốc và Hinh phụ trách. Tỉnh đảng bộ Việt Nam Quốc dân đảng Hưng Yên mua được 521 khẩu súng trường và súng lục cùng 2 chiếc xe hơi để có phương tiện di chuyển đi tuyên truyền và lập chi bộ ở các phủ, huyện trong tỉnh, trừ huyện Văn Lâm giáp phủ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Một cuộc xung đột đẫm máu đã xảy ra giữa Quốc và Cộng vào hồi tháng 3 năm 1946. Nguyên hôm ấy, các chiến sĩ Việt Nam Quốc dân đảng ở huyện Phù Cừ mời ban chấp hành tỉnh đảng bộ về để dự lễ thành lập huyện đảng bộ. Khi công tác xong, trên đường về thị xã Hưng Yên, qua đình Vương, Tiên Xá, bị Cộng quân phục kích. Hai bên nổ súng, sau 30 phút giao chiến, Cộng quân rút lui đem theo 3 xác chết. Việt Nam Quốc dân đảng bị tử thương 2 chiến sĩ, đội Côn và Tổng Uẩn. Ngày 17 tháng 6, tỉnh đảng bộ Việt Nam Quốc dân đảng tổ chức lễ kỷ niệm 13 liệt sĩ Yên Bái tại sân quần vợt thị xã Hưng Yên, có mời đủ đại biểu các đoàn thể bạn và thân hào nhân sĩ cùng chính quyền Việt Cộng trong tỉnh đến tham dự rất đông đảo. Trước giờ hành lễ, xảy ra chuyện tranh luận sôi nổi về vấn đề treo cờ. Đại biểu chính quyền Cộng sản đòi treo lá cờ đỏ sao vàng lên trên 2 lá đạn kỳ Việt Nam Quốc dân đảng và Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội. Đại biểu Việt Nam Quốc dân đảng là Nguyễn Huy Thọ cương quyết không chịu, cho rằng lá cờ đỏ sao vàng chỉ là lá cờ riêng của mặt trận Việt Minh, chứ không phải là quốc kỳ. Vậy thì chỉ có thể treo ngang hàng với 2 lá đảng kỳ của Việt Nam Quốc dân đảng và Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội mà thôi. Bởi vậy, cuộc lễ kỷ niệm ngày hôm ấy không được đẹp đẽ lắm. Sau cuộc hành lễ, ban tổ chức ra lệnh biến thành cuộc biểu tình võ trang tuần hành qua các phố trong thị xã, trưng khẩu hiệu đã đảo Việt Minh Cộng sản độc tài, và cũng từ đấy giữa Việt Quốc và Việt Cộng tuyệt giao. Cũng như các chiến khu đảng bộ khác, từ trung tuần tháng 7 năm 1946, Cộng sản bắt đầu ra lệnh cho công an theo dõi các đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng, những người từ trụ sở tỉnh đảng bộ trở về làng, ra khỏi thị xã một cây số, là bị công an Cộng sản dùng võ lực uy hiếp, bắt cóc, đem đi mất tích. Những đảng viên từ các địa phương đến thị xã cũng vậy. Những đảng viên hoạt động ở các phủ, huyện cũng đều bị công an Cộng sản khủng bố, đồng thời còn ngầm cấm và bắt giam những người đem lương thực đến tiếp tế cho nhân viên tỉnh đảng bộ.
tỉnh Đảng bộ Hưng Yên phái liên lạc lên Trung ương Đảng bộ, báo cáo và xin chỉ thị, có đi mà không trở về. Bất đắc dĩ, Nguyễn Huy Thọ phải đích thân lên Hà Nội. Trên đường trở về đến khoảng giữa đường Hà Nội Hưng Yên, thì bị công an Cộng sản đón bắt. Trụ sở tỉnh Đảng bộ Việt Nam Quốc dân đảng ở Hưng Yên từ đấy trở nên cô lập, hiu quạnh, không còn ai qua lại, chỉ còn một số nhân viên, những người có nhiệm vụ và một mớ súng đạn mà thôi. Mãi về sau, một nữ cán bộ, chị Vũ Thị Ngận, từ Hà Nội về thoát Hưng Yên, mới được biết rõ tình hình rối ren và nguy ngập đương xảy ra ở Hà Nội. Hưng Yên là một tỉnh miền đồng bằng, không có căn cứ địa về quân sự, tiến thoái vô lộ. Các chiến sĩ, những người còn ở lại trụ sở thị xã Hưng Yên, quyết định mạo hiểm mở con đường máu rút lui về Dị Chế, một làng trù phú, lại có nhiều đảng viên thuộc huyện Tiên Lữ cùng tỉnh. Trên đường rút lui về tới làng Đào Đặng, bị Cộng sản đem quân phục kích, một trận ác chiến đã diễn ra, bên Việt Nam Quốc dân đảng bị chết và bị thương 24 người, Cộng sản bị chết và bị thương hơn 30 người. Về Dị Chế, các chiến sĩ Việt Nam Quốc dân đảng quy tụ đồng chí các làng lân cận, tổ chức thành một làng chiến đấu chống Cộng sản, thiết lập trụ sở, tuyên truyền kết nạp thêm đồng chí, tổ chức kinh tài, vân vân. Cộng sản trước hết thi hành chính sách bao vây kinh tế, phái quân đội bao vây bốn mặt làng Dị Chế ngoài vòng một cây số, ngăn cản không cho những người làm mặt vào làng, chặn mọi sự mua bán tiếp tế. Để bảo vệ kinh tế, vụ lúa mùa tháng 10 năm 1946, các chiến sĩ Dị Chế mang theo vũ khí ra đồng làng gặt lúa ở những phần ruộng của mình về làm lương thực. Cộng sản huy động quân đội đến tấn công, chủ nhiệm Phạm Duy Kiều bị bắt sống và một số hơn 30 chiến sĩ bị chết và bị thương. Vũ Đủng được các đồng chí cử lên làm chủ nhiệm, thay thế đồng chí Phạm Duy Kiều. Đến tối ngày 18 tháng 12 năm 1946, Cộng sản cho bắt loa chĩa vào làng Dị Chế, kêu gọi các chiến sĩ Việt Nam Quốc dân đảng ra hợp tác thống nhất quân đội để chống xâm lăng. Thực dân Pháp đã đánh chiếm Hải Phòng và lăm le tiến đánh chiếm khắp nơi. Sau cuộc hội nghị, các chiến sĩ Dị Chế cử Vũ Ban lên chòi gác phóng thanh trả lời, đồng ý hợp tác và thống nhất quân đội chống xâm lăng, nhưng bên nào giữ khí giới bên ấy dưới lá cờ của đảng mình, không được khủng bố bắt bớ gia đình nhau và phải thả hết các chiến sĩ Việt Nam Quốc dân đảng mà công an đã bắt giữ từ trước. Chính quyền Cộng sản trả lời ưng chịu các điều kiện và ước hẹn ngày giờ mời hết các chiến sĩ Dị Chế ra đình làng để cùng chính quyền Cộng sản ký tờ giao ước. Đến ngày giờ đã được ấn định, Cộng sản huy động dân chúng phát biểu ngữ nêu cao khẩu hiệu hoan nghênh anh em Việt Nam Quốc dân đảng biết đặt tổ quốc lên trên hết, cùng nhau đoàn kết, tư thù quên hết. Khi ra tới đình làng Dị Chế, các chiến sĩ Việt Nam Quốc dân đảng đứng phía đông sân đình, quân đội Cộng sản đứng phía bên tây. Sau khi làm lễ chào cờ, cán bộ Cộng sản yêu cầu cả hai bên cùng để khí giới trước sân đình, để cùng nhau vào cả trong đình ký tờ giao ước. Cả hai bên đều hô to khẩu hiệu, tư thù quên hết, cùng nhau đoàn kết chống xâm lăng. Tiếng hô trong đình làng vang dội, thì ở ngoài sân đình, bỗng từ tứ phía ầm ầm kéo tới hàng ngàn người, gồm đủ đàn ông, đàn bà, trẻ con, khác nào đàn ông vỡ tổ, cướp đi hết tất cả số súng đạn của cả hai bên để trước sân đình. Các chiến sĩ Dị Chế phút chốc trở nên tay không, bất ngờ Cộng quân kéo thêm tới dùng võ lực uy hiếp, mời Vũ Đủng sang làng Nghĩa Chế, một làng kề cận, để cùng Chủ tịch Ủy ban Hành chính huyện thảo luận, rồi đưa Vũ Đủng đi giam ở Chi Lê, thuộc tỉnh Hà Nam. Còn lại số 300 chiến sĩ, đến đêm 19 tháng 12 năm 1946,
Cộng sản đem quân đội đến mời hết đi. Nói thác là đi về cùng quân đội chính phủ đánh giặc Pháp. Cộng quân dẫn đến cánh đồng làng Hoàng Xá, tục gọi làng Vàng cùng huyện. Ở đấy đã được đào sẵn nhiều dãy giao thông hàng sâu. Cộng sản ra lệnh thủ tiêu hết. Còn các chiến sĩ ở các địa phương trong tỉnh Hưng Yên, những người mà Cộng sản biết đích danh có hoạt động, đều bị bắt đưa đến trại giam Lý Bá Sơ, một đao phủ thủ của Cộng sản ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị theo dõi phần 4 chương 9, thiên thứ 3, tổ chức các chiến khu chống thực cộng, đề ngũ chiến khu, qua phần trình bày của Đỗ Hiếu sau đây. Đề ngũ chiến khu. Đề ngũ chiến khu đảng bộ gồm các tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. Từ cuối mùa hè năm 1945, Trần Trọng Long, tức Long Sương, cùng một số cán bộ được Trung ương Đảng bộ Việt Nam Quốc dân đảng phái xuống tỉnh Nam Định, họp với một số cán bộ địa phương để phát động phong trào. Nơi liên lạc bí mật đặt tại một căn nhà tại phố Bến Thóc và một địa điểm liên lạc khác tại số 2 phố Ga Nam Định. Sau ngày 19 tháng 8 năm 1945, Việt Cộng đoạt được chính quyền tỉnh Nam Định, đem lực lượng công an cảnh sát đến bao vây nơi liên lạc của Việt Quốc ở phố Ga. Hai bên nổ súng, bên Việt Nam Quốc dân đảng tập trung hỏa lực tấn công mạnh khiến Việt Cộng phải rút lui. Nhưng đã tháng ấy, các cán bộ Việt Quốc ở thành Nam thuê luôn 4 căn nhà phố Ga thiết lập trụ sở công khai trận đấu. Căn A là trụ sở của Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội, căn B là trụ sở Việt Nam Quốc dân đảng, căn C là cơ quan huấn luyện quân chính, căn D là cơ quan bảo vệ trụ sở. Sau khi tỉnh đảng bộ được thành lập, hoạt động công khai, thì có một số đồng bào công giáo ở xứ Bùi Chu và Phát Diệm đến xin tham gia, đoàn kết trên phương diện cách mạng Việt Cộng và Kiến Quốc. Bởi vậy, số thanh niên công giáo từ hai giáo khu ấy đến dự lớp quân chính rất đông, nên phải đặt thành vấn đề huấn luyện cấp tốc, mỗi khóa 7 ngày cho 200 thanh niên do cán bộ quân sự đồng chí Bảo phụ trách. Ban chấp hành tỉnh đảng bộ liền tính đến vấn đề mua sắm thêm võ khí, lập khu chiến đấu tại Cổ Lễ và Bùi Chu, đồng thời phái cán bộ đi liên lạc với các đồng chí ở Ninh Bình, Thái Bình và Hà Nam để thành lập tỉnh đảng bộ ở các nơi ấy. Đầu tháng Giêng năm 1946, Quốc dân đảng và Cộng sản ký thỏa hiệp đoàn kết tại Hà Nội được phổ biến đi khắp các chiến khu đảng bộ. Một số đảng viên trong giáo giới tỉnh Nam Định, giáo Thắng, giáo Chúng, giáo Quỳnh, giáo Đại được chính quyền Cộng sản trả tự do. Thưa Quốc hội, Quốc Cộng đoàn kết, một số cán bộ Cộng sản len lỏi vào được trong tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng làm gián điệp, chia rẽ hàng ngũ và phá hoại. Mặt khác, Cộng sản ngầm khủng bố bắt cóc đại biểu công giáo, giáo khu Bùi Chu, thủ tiêu, khiến các cán bộ đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng hoang mang, phân tán, rút lui dần. Trụ sở công khai lác đác còn có mấy người do giáo Thắng phụ trách, kéo dài được gửi tháng rồi rút về hoạt động tại giáo khu Phát Diệm, Bùi Chu do đồng chí Bạch Dân lãnh đạo. Phát Diệm khi ấy, đức cha Lê Hữu Từ được chính phủ Hồ Chí Minh mời ra làm cố vấn, nên các người trong giáo khu đều được che chở. Năm 1946, lợi dụng một cuộc bạo động của Cộng sản ám sát một đoàn trưởng thanh niên công giáo ở khu Bùi Chu, lòng dân, công phẫn, tự tổ chức biểu tình chống đối, phá ti công an và phái bộ của Cộng sản. Các cán bộ địa phương của Việt Nam Quốc dân đảng đưa vào đó tổ chức các đoàn tự vệ dưới quyền chỉ huy của đức cha Lê Hữu Từ. Nép dưới hình thức tổ chức công khai hợp pháp, nên các cơ sở tổ chức tại Phát Diệm, các đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng quy tụ được rất đông đồng chí, mở lớp huấn luyện, tuyên truyền. Việc đáng chú ý là cử cán bộ liên lạc với giáo khu Thanh Hóa, mưu đồ chiếm lại chính quyền tỉnh ấy, xong công việc không thành. Đến năm 1949, sau khi Pháp quân đổ bộ Phát Diệm, các đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng một phần đã nắm giữ được tự vệ công giáo, nên luôn luôn tìm đủ mọi cách mua thêm võ khí, cất giấu một nơi, mưu đồ đại sự nếu gặp thời cơ. Việt Cộng vẫn coi Phát Diệm là cái gai nhọn làm trở ngại việc tiến triển chính sách cộng sản ở các khu công giáo địa phương, nên ngầm kéo đại quân đến tấn công, lấy danh nghĩa giải phóng Phát Diệm với âm mưu là đàn áp tiêu diệt công giáo là phần chính, và phần phụ là tiêu diệt các chiến sĩ Việt Nam Quốc dân đảng.
vì Cộng sản thừa biết chiến sĩ Việt Nam của dân đảng mà đa số là đồng bào công giáo ở Phát Diệm. Nhưng khi Cộng sản kéo quân về đến Gia Kiệm, thì toàn thể cán bộ Việt Nam Quốc dân đảng đích thân đi sách động chỉ huy từ về chiến đấu. Đến phút cuối cùng, Cộng sản bị thất bại nặng nề và rút lui. Tóm lại, Phát Diệm trong giai đoạn Cộng sản đoạt chính quyền cho đến khi di cư vào miền Nam, cán bộ Việt Nam Quốc dân đảng tuy có hoạt động trong vòng bí mật với tính cách hoạt động cho tôn giáo tín ngưỡng mà thôi, chứ chính thức danh nghĩa tranh đấu trên hình thức đảng coi như không có gì đáng kể. Trong các buổi hội thảo, các đức cha vẫn đề cao tinh thần tranh đấu của các đồng chí Việt Nam Quốc dân đảng về sự hoạt động tại giáo khu. Kính thưa quý vị khán thính giả, sau kỳ phát thanh hôm nay, bài biên tập chúng tôi đã hoàn tất để gửi đến quý vị phần 3 và phần 4, chương 9, thiền thứ 3. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát thanh tới. Với phần 5 và phần 6, chương 9, thiền thứ 3, lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954, Việt Nam Quốc dân đảng do Việt dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Đỗ Hiếu xin kính chào tạm biệt và cầu chúc quý vị khán thính giả cùng Bủ Quyến luôn bình an, may mắn và thành đạt trong cuộc sống. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông yên bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiết anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan yên bái nửa non. Lòng ta sung sướng, chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt quốc đã thắm quê hương. Việt Nam vạn tuế, màu vàng phát trường. Không thành công thì cũng thành nhau. Chống quân thù bảo quân an dân. Không thành công. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông yên bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiết anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan yên bái nương non. Ta sung sướng, chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt quốc đã thắm quê hương. Việt Nam vạn tuế, màu vàng phát trường. Không thành công thì cũng thành nhau. Chống quân thù.